Chào mừng các con đến với bài giảng trực tuyến địa lý lớp 4 hôm nay. Để mở đầu tiết học, cô sẽ thưởng cho các con một món quà âm nhạc, đó là một bài hát. Khi nghe bài hát, cô yêu cầu các con ghi nhớ tên một thành phố được nhắc đến trong bài hát đó. Các con nhớ chưa nào? Cô mời các con lắng nghe. Đà Lạt mơ, dù lòng người lữ thư với bao nhiêu ước mơ. Lưu luyến Đà Lạt thơ, khi hoa anh đào nở đường lên phố xưa. Rộng kênh suối đá, lá trên hoa đẹp tươi với sương lam nhẹ rơi, với chim ca ngàn lời, thác ngàn là nơi hẹn hò của giai nhân đón ai trong ngày vui. Các con thấy bài hát có hay không nào? Các con giỏi lắm. Các con cho cô biết bài hát đã nhắc đến thành phố nào? Đúng rồi, bài hát nhắc đến thành phố Đà Lạt. Đây là một thành phố vô cùng xinh đẹp và nổi tiếng của vùng đất Tây Nguyên. Hôm nay cô mời các con tìm hiểu về thành phố này thông qua bài học Thành phố Đà Lạt. Cô trò mình bước vào tìm hiểu hoạt động đầu tiên của bài nhé. Vị trí địa lý, khí hậu. Cô có bản đồ hành chính Việt Nam. Cô mời các con quan sát kỹ bản đồ, đọc kỹ phần chú giải, tìm và chỉ vị trí thành phố Đà Lạt trên bản đồ. Đúng rồi, cô mời các con quan sát. Đây chính là vị trí của thành phố Đà Lạt. Cho cô biết, Đà Lạt thuộc tỉnh nào? Đúng rồi, Đà Lạt thuộc tỉnh Lâm Đồng. Đây là toàn bộ tỉnh Lâm Đồng trên bản đồ các con nhé. Để các con biết được Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào, ở độ cao bao nhiêu mét, cô mời các con quan sát lược đồ sau. Đây là lược đồ các cao nguyên ở Tây Nguyên. Mời các con quan sát kỹ lược đồ, đọc phần chú giải, đặc biệt chú ý đến phân từng địa hình. Đà Lạt nằm trên cao nguyên nào? Ở độ cao bao nhiêu mét? Đúng rồi, Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên, ở độ cao 1.500 mét so với mực nước biển. Với độ cao đó, các con thử đoán xem khí hậu ở Đà Lạt như thế nào? Như các con biết, càng lên cao, nhiệt độ không khí càng giảm. Trung bình cứ lên cao 1.000 mét thì nhiệt độ giảm từ 5 đến 6 độ C. Nên khí hậu Đà Lạt mát mẻ quanh năm. Vậy qua tìm hiểu hoạt động 1, các con biết được những gì? Đúng rồi, các con cần nhớ vị trí địa lý và khí hậu ở Đà Lạt. Và đó cũng chính là nội dung hoạt động 1 các con cần đọc lại. Với vị trí địa lý như thế, địa hình và khí hậu như thế, cảnh quan thiên nhiên ở Đà Lạt như thế nào? Cô trò mình cùng tìm hiểu tiếp qua hoạt động 2 nhé. Đà Lạt, thành phố nổi tiếng về rừng thông và thác nước. Nói về Đà Lạt, chúng ta không thể không nhắc đến các rừng thông, thác nước. Đây là những cảnh đẹp nổi tiếng đặc trưng ở Đà Lạt. Bây giờ, cô sẽ cho các con cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp về các rừng thông. Đây là hình ảnh rừng thông trong sương sớm. Các con biết rồi đấy, ở Đà Lạt, khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ tương đối thấp nên độ ẩm cao. Vào sáng sớm, thường có các màn sương bao phủ dày đặc. Các rừng thông thấp thoáng ẩn hiện trong màn sương, tạo nên một vẻ đẹp lung linh
huyền ảo. Thông bạt ngàn hút ngàn tầm mắt với các rừng thông xanh tốt, thông chạy dọc các con đường trong thành phố, thông phủ kín các sườn đồi, sườn núi. Và rừng thông đẹp nhất lúc về chiều, khoảng tầm 3 đến 5 giờ chiều thì ánh nắng vàng chiếu xuống len lỏi khắp các tán lá thông, xuống các con đường và chiếu xung quanh các cảnh vật, tất cả hòa quyện làm cho chúng ta thấy được một bức tranh huyền ảo mà bất cứ ai ngắm nhìn cũng phải đắm say. Vậy các con thấy thông ở Đà Lạt có nhiều không? À đúng rồi, rất nhiều và rất đẹp phải không nào? Vậy các con có biết vì sao ở Đà Lạt lại có nhiều thông không? À đúng rồi, vì ở Đà Lạt khí hậu mát mẻ quanh năm, đó là điều kiện để cho thông phát triển. Vậy các ngoài các rừng thông thơ mộng, Đà Lạt còn có nhiều hồ nước và thác nước đẹp đến nao lòng. Bây giờ cô mời các con xem tiếp nhé. Đây, cô giới thiệu với các con, đây là hình ảnh Hồ Xuân Hương ở Đà Lạt. Hồ Xuân Hương có hình mảnh trăng lưỡi liềm, chiều dài hồ khoảng gần 7 km, mặt nước hồ quanh năm xanh trong, rất là xanh, một màu xanh rất đặc biệt. Du khách đến Đà Lạt ghé thăm Hồ Xuân Hương sẽ đi đến được các địa điểm trung tâm như là công viên Xê Xin, vườn hoa Đà Lạt, rồi đồi Cù. Hồ Xuân Hương được mệnh danh là trái tim của thành phố Đà Lạt đấy. Còn đây là hình ảnh thác Cam Ly. Thác Cam Ly là một trong những thác nước nổi tiếng đẹp ở Đà Lạt. Thác Cam Ly được ví như dải lụa mềm, dòng nước trắng xóa chảy trên nền đá hoa cương vàng tươi, tạo nên một bức tranh kỳ vĩ. Có một chiếc cầu nhỏ bắc qua để thuận tiện cho mỗi lần du khách ghé thăm. Đây là hình ảnh thác Voi, một thác nước đẹp, hùng vĩ. Thác Voi, dòng thác chảy trắng xóa, hòa lẫn với cảnh sắc thiên nhiên của cây, của lá, của hoa, các đồi núi chập trùng cao thấp, gập ghềnh, tạo nên sự kỳ vĩ của dòng thác nơi đây. Và đây nữa, đây là hình ảnh thác Von Go. Thác Von Go là một trong những thác đẹp, nức lòng ở Đà Lạt. Thác Von Go còn có tên gọi đó là thác Bảy Tầng. Vào mùa khô, dòng nước chảy hiền hòa, êm ả, giống như một người phụ nữ dịu dàng. Khi nước chảy, lộ ra bảy bậc đá, bảy thềm bậc đá giống như ruộng bậc thang. Còn vào mùa mưa, lưu lượng nước chảy tương đối lớn, tạo nên một vẻ đẹp hùng vĩ cho dòng thác nơi đây. Vậy vừa rồi các con xem, các con thấy ở Đà Lạt có nhiều thác nước hồ nước không nào? À đúng rồi, rất nhiều. Vậy cô đố các con này, tại sao ở Đà Lạt lại có nhiều thác nước như vậy? À đúng rồi, bởi vì Đà Lạt nằm trên cao nguyên Lâm Viên, địa hình tương đối cao, lắm thác nhiều ghềnh, cho nên thác ở Đà Lạt rất nhiều, phải không các con nào? Rồi, vậy qua hoạt động 2, các con biết thêm được những gì? À đúng rồi, biết thêm được Đà Lạt nổi tiếng về rừng thông và thác nước. Các con ạ, Đà Lạt không chỉ nổi tiếng về rừng thông thác nước mà còn nổi tiếng về du lịch. Cô mời các con tìm hiểu tiếp hoạt động này. Đà Lạt thành phố du lịch và nghỉ mát. Các con hãy đọc sách giáo khoa trang 95 mục 2, kết hợp vốn hiểu biết của mình để trả lời cho cô các cô hỏi sau. Những điều kiện giúp thành phố Đà Lạt trở thành thành phố du lịch và nghỉ mát là: 1. Có khí hậu. 2. Có các cảnh quan tự nhiên đẹp như. 3. Có các công trình phục vụ du lịch như. 4. Có các hoạt động du lịch lý thú như. Cô cho các con làm việc cá nhân trong vòng 2 phút. Các con bắt đầu nào. Các con xong chưa? Cô khen các con nhé. Bây giờ cô mời các con cùng đối chiếu với đáp án của cô nhé. Đà Lạt có những điều kiện giúp thành phố Đà Lạt trở thành thành phố du lịch và nghỉ mát là:
Một, có khí hậu quanh năm mát mẻ. Như các con đã biết, nếu như khí hậu miền Bắc khá khắc nghiệt, vào mùa hè, nhiệt độ có khi lên trên hơn 40 độ C, rất nắng nóng. Vào mùa đông, có khi giá buốt rét mướt. Thì ở Đà Lạt, khí hậu tương đối thuận lợi, đó là mát mẻ quanh năm. Nhiệt độ ở Đà Lạt dao động từ 17 đến 20 độ C và không quá lạnh, nó chỉ se se lạnh. Và đó là điều kiện lý tưởng để cho du khách đến đây nghỉ mát và tham quan. Đà Lạt còn có các cảnh quan tự nhiên đẹp như rừng thông, thác nước, vườn hoa. Có các công trình phục vụ du lịch như chợ, khách sạn, biệt thự, sân golf. Và có rất nhiều hoạt động du lịch lý thú như du thuyền, cưỡi ngựa, ngắm cảnh và chơi thể thao. Để chứng minh cho những điều cô trò mình vừa nói, thì bây giờ cô mời các con quan sát một số cảnh đẹp về tự nhiên, các công trình cũng như các hoạt động lý thú ở Đà Lạt nhé. Đây là nhà ga Đà Lạt, còn đây là hình ảnh Hồ Xuân Hương, mặt nước xanh trong, trái tim của thành phố. Đây là các rừng thông len lỏi chạy dọc các con đường trong thành phố, trên các đồi, sườn núi, thông phủ khắp sườn đồi. Đây là hình ảnh thác Cam Ly mềm mại như dải lụa. Đây là sự kỳ vĩ của thác Paren. Còn đây là thác Bon Go Bảy Tầng, dòng thác dịu dàng như một người thiếu nữ vào mùa mưa nhưng hùng vĩ vào mùa khô nhưng hùng vĩ vào mùa mưa. Đến Đà Lạt chúng ta sẽ được nghỉ dưỡng trong các khách sạn, các khu biệt thự với kiến trúc độc đáo, sang trọng. Và chúng ta được ngắm nhìn các vườn hoa rực rỡ sắc màu của hàng trăm hàng nghìn loại hoa. Đây là hình ảnh lễ hội Festival Hoa Đà Lạt được tổ chức vào hàng năm các con ạ. Du khách sẽ được đánh gôn, chơi gôn, cưỡi ngựa, cưỡi trên cổ xe ngựa để tham quan các cảnh đẹp. Và du khách còn được du thuyền trên Hồ Xuân Hương nữa, được chơi tàu lượn cao tốc để thử cảm giác thú vị. Các dịch vụ vui chơi giải trí ở Đà Lạt rất nhiều, rất đa dạng và phong phú các con ạ. Các con ạ, như vậy thiên nhiên Đà Lạt tươi đẹp, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ thống công trình khách sạn, biệt thự vô cùng độc đáo, sang trọng và các hoạt động du lịch lý thú, con người hiền lành, mến khách, ẩm thực phong phú, đa dạng. Tất cả những điều kiện đó và quyền lại đã tạo điều kiện cho thành phố Đà Lạt trở thành thành phố du lịch và nổi tiếng hàng đầu của đất nước ta. Đà Lạt không chỉ nổi tiếng về rừng thông, thác nước, không chỉ nổi tiếng về du lịch, mà hoa quả rau xanh ở Đà Lạt cũng rất đặc biệt. Cô mời các con tìm hiểu tiếp ở hoạt động 4. Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt. Cô mời các con quan sát bức tranh. Cô chụp một số hình ảnh hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt. Mời các con quan sát và kể cho cô một số loài hoa, quả và rau ở Đà Lạt nào. À, như vậy chúng ta vừa kể được rất nhiều đúng không nào? Đây là hoa lan, rất là đẹp, hoa cẩm tú cầu. Đây là hoa hồng, hoa mimosa rất đặc trưng của Đà Lạt. Đây là những bông súp lơ, bắp cải tím, những quả ớt chuông to đẹp, những quả dâu tây chín mỏng và những chùm quả chua tươi thắm. Vậy các con thấy ở Đà Lạt có trồng được nhiều loài hoa quả và rau xanh không? À, rất nhiều phải không nào? Vậy cô đố các con, các loại hoa quả rau xanh này phù hợp với điều kiện khí hậu như thế nào? À, đúng rồi, nó phù hợp với điều kiện khí hậu lát mát mẻ, lạnh. Vậy thì các con có biết vì sao ở Đà Lạt lại trồng được nhiều hoa quả và rau xanh giữ lạnh không? À, đúng rồi, vì Đà Lạt có khí hậu tương đối lạnh, mát mẻ quanh năm. Đó là những điều kiện thích hợp để trồng hoa quả và rau xanh giữ lạnh. Vậy các con cho cô biết,
Ngoài những loài hoa quả và rau xanh mà ba miền Bắc Trung Nam chúng ta đều có, thì ở Đà Lạt còn có thêm một số loài rau củ quả rất đặc trưng mà chỉ có ở Đà Lạt. Cô mời các con cùng xem nhé. Đây là hình ảnh những bông hoa atiso ở Đà Lạt. Atiso vừa là hoa, vừa là một loại thảo dược quý rất tốt cho sức khỏe các con ạ. Và ai đã từng đến tham quan Đà Lạt thì chắc chắn sẽ mua trà atiso về để làm quà các con ạ. Đây nữa, những bông hoa dạ quỳ tươi thắm. Hoa dạ quỳ tượng trưng cho sức sống mạnh liệt, cho tình yêu chung thủy và sự vĩnh cửu. Hoa dạ quỳ thắm tươi, đây cũng là một loài hoa đặc trưng ở Đà Lạt. Như vậy các con thấy ở Đà Lạt hoa quả và rau xanh có nhiều không? Có đẹp không? À đúng rồi, hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt rất nhiều, rất đẹp. Có những loài mà ở các vùng khác của chúng ta không có. Vậy các con cho cô biết, rau quả, hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt có giá trị như thế nào? À đúng rồi, hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt cung ứng tiêu thụ không chỉ ở Đà Lạt nói riêng, mà còn cung ứng cho các vùng, tiêu thụ cho các vùng trong cả nước chúng ta nói chung. Ngoài ra, còn có một sản lượng lớn để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, mang lại nguồn lợi kinh tế lớn cho thành phố Đà Lạt. Vậy, qua hoạt động hôm nay, các con, qua bài học hôm nay, các con biết được những gì về Đà Lạt? Và đó cũng chính là nội dung của bài học hôm nay. Cô mời các con cùng đọc bài học nào. Các con ạ, như vậy thông qua bài học hôm nay, các con đã khám phá được nhiều điều thú vị về thành phố Đà Lạt. Các con đã biết Đà Lạt nổi tiếng về rừng thông thác nước, nổi tiếng về du lịch và nghỉ mát. Hoa quả và rau xanh ở Đà Lạt cũng rất đặc biệt, phải không nào? À, và bây giờ cô muốn thưởng cho các con một chuyến tham quan vòng quanh Đà Lạt thông qua màn ảnh nhỏ, qua một video ngắn. Cô mời các con cùng xem nhé. Từ lâu, Đà Lạt của Việt Nam được mệnh danh là thiên đường du lịch, là xứ sở của sương mù và hoa. Nằm trên độ cao 1.500m so với mực nước biển, Đà Lạt được bao phủ bởi rừng thông xanh ngát. Khí hậu trung bình nơi đây từ 18 đến 20 độ C. Đây chính là sự lựa chọn của quý du khách khi muốn tìm một nơi để nghỉ dưỡng. Đặc biệt, nếu quý du khách muốn hòa mình vào thiên nhiên thơ mộng, thì có thể tìm đến những khu biệt thự villa ẩn mình trong rừng thông chập trùng cao thấp. Thiên nhiên Đà Lạt vốn là một vùng phong cảnh tuyệt đẹp, được kết hợp hài hòa với các công trình kiến trúc độc đáo đã mang đến vẻ đẹp đài cát kiêu sa và quyến rũ. Các dinh thự, biệt thự thật duyên dáng khi nếp mình bên lưng chừng dốc, tọa lạc trên đỉnh đồi vi vu gió thổi, hoặc ẩn mình giữa ngàn thông, ngàn sương và lâm đồng là vùng đất hiếm có của khu vực Đông Nam Á. Ngoài thời tiết quanh năm mát mẻ ôn hòa, nơi đây còn có muôn vàn vẻ đẹp thiên nhiên với những rừng thông bát ngát, những thác nước hùng vĩ, những vườn hoa muôn sắc. Vui. Vẻ đẹp của xứ sở ngàn hoa này vừa thanh bình êm dịu, vừa thanh thoát mộng mơ. Thiên nhiên Đà Lạt là một sự kỳ diệu của tạo hóa. Công trình kiến trúc tôn giáo có nhiều kiểu dáng khác nhau, làm phong phú thêm cho kho tàng kiến trúc và vẻ đẹp của đô thị Đà Lạt. Ai đã từng đến thành phố mù sương đều không khỏi trầm trồ trước những kiến trúc độc đáo của xứ sở này. Đặt trong không gian ngút ngàn thông xanh và sự mát lành của sương trời, các công trình đã tạo nên giá trị kiến trúc đặc thù của phố núi ngàn thông mang tên Đà Lạt. Trường Lycée Giạc Sen trước đây, nay là trường cao đẳng sư phạm,
được Hội Kiến trúc sư Thế giới UIA công nhận là một trong 1.000 công trình kiến trúc độc đáo của thế kỷ 20. Tạm biệt thành phố cao nguyên. Như vậy qua bài học hôm nay, các con đã khám phá được nhiều điều thú vị hơn nữa về Đà Lạt, phải không nào? Đúng rồi, Đà Lạt không chỉ nổi tiếng về rừng thông thác nước, Đà Lạt còn nổi tiếng về du lịch và nghỉ mát. Đặt hoa quả ở Đà Lạt cũng có nhiều điều đặc biệt. Về nhà, các con hãy kể lại những điều em biết về thành phố Đà Lạt cho người thân, gia đình, bố mẹ, anh chị nghe. Các con đồng ý không nào? Hoặc các con cũng có thể vẽ tranh theo cảm nhận của riêng mình về thành phố Đà Lạt. Tiết học của chúng ta đến đây tạm dừng. Cô cảm ơn tất cả các con. Cô chúc các con mạnh khỏe, học tập tốt, chăm ngoan nhé. Tạm biệt các con.